Điểm phát dịch là hộ ông Nguyễn Đức Nhân ở khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú. Đàn lợn bị dịch bệnh có 7 con, được ông Nhân nuôi từ năm 2016. Gia đình thường gom thức ăn dư thừa từ các hộ buôn bán bún, phở trên địa bàn khu phố để làm thức ăn cho lợn. Gia đình phát hiện đàn lợn có dấu hiệu bị bệnh từ hôm ngày 6 tháng 5 và đã kịp thời báo cho thú y địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin trưa ngày 8 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh cũng đã gửi mẫu xuống Chi cục Thú y vùng 6 thuộc Cục Thú y xét nghiệm và đến nay thì đã có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Cái tổng đàn của tôi đang nuôi là hiện tại nuôi heo lai rừng và nuôi được 3-4 năm rồi. Thì vừa rồi thì phát hiện có một số con bỏ ăn và khi phát hiện bỏ ăn thì tôi có liên hệ mấy chỗ thú y của thị trấn để xuống khám xét và tiêm phòng. Thì sau khi tiêm thì buổi tối cùng ngày thì ngày hôm sau thì tôi phát hiện 4 con trong đàn đã chết. Trong chiều nay thì ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước cũng đã phối hợp với các ngành liên quan và địa phương để tiến hành tiêu hủy số lợn theo đúng quy định, đồng thời giám sát và tiêu độc theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu Phi. Về phía Chi cục Thú y vùng 6 thì cũng đã kịp thời hỗ trợ chuyên môn, tổ chức các chốt kiểm dịch, lập trạm ở nhiều nơi để kiểm soát việc xuất nhập giữa lợn vùng có dịch và bên ngoài, kiểm soát tình trạng giết mổ không phép và cấm người không nhiệm vụ đi vào vùng có dịch bệnh.